Chủ công trình cổ quái này là một người nổi tiếng trong ngành y học cổ truyền Trung Quốc, đã mua căn penthouse của tòa nhà, rồi sau đó lấn chiếm toàn bộ phần mái của khu chung cư. Trong 2 năm qua, ông ta cho sửa và xây thêm liên tục, khiến các cư dân tầng dưới bực bội mà không làm gì được. Tôi nghĩ ông ta có tiền và ông ta cứ thế làm điều ông ta muốn. Ai cũng khó chịu nhưng không làm được gì ông ta. Chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng cũng không ăn thua. Sự việc chỉ bùng nổ khi ảnh của tòa nhà trên chóp này được đăng tải trên mạng xã hội. Giới chức Bắc Kinh đã quyết định cho phép chủ nhân công trình phá dỡ trong vòng 15 ngày. Cá nhân tôi thì nghĩ là không cần thiết phải phá bỏ nó cho phí tiền của. Dù gì thì trông nó cũng khá là đẹp. Tuy nhiên, nếu vì lý do an toàn cho những người đang sinh sống ở bên dưới thì cứ theo quyết định của chính quyền thôi. Hiện các kỹ thuật viên đã bắt đầu dỡ mái tòa lâu đài và cố hết sức để tránh ảnh hưởng đến kết cấu cũng như hệ thống thoát nước và điện của chung cư. Dinh thự của ông Trương đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, đến nỗi truyền hình quốc gia Trung Quốc còn chuẩn bị đưa tin trực tiếp. Nguyên nhân một phần vì đây là hiện tượng kỳ quặc, phần vì nó là minh chứng cho thấy khả năng miễn dịch của giới đại gia đối với sự trừng trị của pháp luật đang ngày càng bị thế giới mạng thách thức.